Bạn đang xem Người đưa tin TV. Thưa quý vị và các bạn, có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 4.600 tỷ đồng. Công viên Kim Quy trải rộng trên diện tích hơn 100 hectare, được thiết kế kết tinh giữa những nét văn hóa đặc sắc ngàn đời của vùng đất Cổ Loa và sự hiện đại của mô hình Universal Studio Disneyland nổi tiếng toàn cầu. Dự án công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy, hay còn gọi là công viên Kim Quy của tập đoàn Sun Group tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, được khởi công từ tháng 9 năm 2016, dự kiến giai đoạn 1 đưa vào sử dụng trong năm 2018. Thế nhưng đến nay, sau hơn 2 năm, dự án vẫn án bình bất động. Ban đầu, ông Đặng Minh Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc tập đoàn Sun Group cho biết, với tôn chỉ phát triển bền vững, đặt lợi ích của mình trong lợi ích của địa phương nơi mình đầu tư, Sun Group cam kết sẽ đưa công viên Kim Quy trở thành điểm đến văn hóa giải trí hấp dẫn đẳng cấp quốc tế. Với mong muốn dự án sẽ tạo điểm nhấn du lịch thủ đô, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, có cơ chế phù hợp hỗ trợ nhân dân vùng dự án ổn định cuộc sống lâu dài. Nhà đầu tư cần thực hiện đúng cam kết và tiến độ, chất lượng của dự án. Thế nhưng theo ghi nhận hiện nay, khu đất thực hiện dự án công viên Kim Quy vẫn là một bãi đất trống, trở thành nơi chăn thả trâu bò của nhiều hộ dân. Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh ngày 28 tháng 11 năm 2017, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về tiến độ của dự án công viên Kim Quy. Bí thư Thành ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố kiểm điểm tiến độ dự án công viên văn hóa Kim Quy. Hiện nhân dân đã bàn giao tới 98% mặt bằng, hoàn toàn có thể triển khai cuốn chiếu được. Đồng thời, Bí thư Thành ủy cũng giao Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra lại việc đề xuất chuyển đổi 24 hectare dự án khu công viên phần mềm và nội dung số sang biệt thự và khu lưu trú. Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin công viên văn hóa Kim Quy tại huyện Đông Anh vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng. Hiện vẫn còn trên 800 ngôi mộ cần tập hợp vào nghĩa trang. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã ứng 1.000 tỷ đồng cho Đông Anh để giải phóng mặt bằng. Ông Trung cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã mời chủ đầu tư lên trao đổi. Chủ đầu tư cũng đã mua trang thiết bị cho giai đoạn 1 tại vùng lõi. Họ cũng đang thi công khu vực lõi. So với cam kết ban đầu là cuối năm 2018, dự án sẽ chậm tiến độ. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ đốc thúc để xong kịp mùng 10 tháng 10 năm 2019. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.